Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Nho Quan tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo điều hành năm 2023 triển khai phương hướng nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024. Đến dự có đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ, huyện Nho Quan cùng các tập thể cá nhân điển hình trong phong trào thi đua. Thực hiện chủ đề công tác năm 2023, giữ vững kỳ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, hiệu quả thực chất, Ủy ban Nhân dân huyện đã có nhiều đổi mới phương thức, cách thức chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc, quyết liệt triển khai đồng bộ các nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Với tinh thần đổi mới, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, quyết tâm cao, hướng về cơ sở, tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm trọng điểm cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài phù hợp với tình hình thực tiễn vừa thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm vừa xử lý giải quyết kịp thời những vấn đề đột xuất phát sinh tăng cường hiệu lực hiệu quả chỉ đạo điều hành và hoạt động của chính quyền các cấp với phương châm rõ người rõ việc rõ kết quả rõ thời gian rõ trách nhiệm Ủy ban Nhân dân huyện đã ban hành chương trình công tác với 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, tham mưu báo cáo, chuẩn bị tốt nội dung để ban chấp hành đảng bộ huyện sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện. Trong năm đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 9 trên 10 chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2024, Ủy ban Nhân dân huyện đề ra chương trình kế hoạch phát động các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong đó tập trung phát triển kinh tế theo hướng tăng giá trị sản xuất gắn với bảo vệ môi trường thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao chú trọng quản lý quy hoạch đầu tư xây dựng và xử lý nợ xây dựng cơ bản tạo điều kiện tốt nhất khuyến khích thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn tăng cường công tác quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường thực hiện tốt các hoạt động văn hóa xã hội giảm nghèo bảo đảm các mục tiêu an sinh phúc lợi xã hội giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác quốc phòng quân sự địa phương, nâng cao hiệu quả công tác điều hành và cải cách hành chính của chính quyền các cấp. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã vinh dự được trao huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước tặng thưởng. Ban tổ chức huyện ủy được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Nhiều tập thể cá nhân được tặng cờ thi đua, danh hiệu tập thể lao động xuất sắc của Ủy ban Nhân dân tỉnh và bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc.